Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền hoàn toàn thất bại trong vụ sư thích minh tuệ. Ngày 7 tháng 6, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Thầy ở đâu rồi? Tác giả nhắc lại vụ việc, vào một buổi chiều, đoàn tu tập bị cắt đầu, khóa đuôi, khỏi toàn bộ các youtuber, tiktoker và người dân được dẫn vào một nơi nào đó không ai biết. Chỉ thấy công an kéo rào trắng và canh gác chặt chẽ bên ngoài sáng hôm sau toàn bộ đoàn tu bốc hơi không dấu vết. Tác giả cho biết, trên mạng, người dân liên tục hỏi nhau mọi thông tin có được về đoàn tu và lo lắng cho sư thích minh tuệ. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả dẫn thông tin từ nhiều nguồn cho thấy một số thầy trong đoàn thích minh tuệ vẫn tiếp tục bộ hành khất thực, quấn y, bưng bình bát, ngủ nghĩa trang theo hạnh đầu đà. Một số thầy đã trở về với gia đình và tiếp tục tìm kiếm, chờ đợi thông tin về sư thích minh tuệ. Tác giả cho hay, thay những lời ca ngợi các anh công an, vất vả dẹp đường và canh gác cho đoàn tu ngủ yên trong đêm đầu đến Huế, bây giờ khắp trên mạng lao nhau tiếng gọi thầy ơi, thầy đâu rồi? Không ai thấy thầy nữa, từ hai tấm ảnh phía công an đưa ra cho thấy, thầy đang lăn tay làm căn cước. Theo tác giả, ngoài đời rất nhiều nhóm đi tìm các thầy và trợ giúp theo ý nguyện của họ. Thái độ cảm kích đối với chính quyền mấy hôm trước đã chuyển sang căm tức, phẫn nộ và khinh ghét. Tác giả nhận xét, giống như giấc mơ đẹp đẽ, bỗng bị tiếng trộm bẻ khóa gây bừng tỉnh, ước vọng bình yên của đông đảo người dân Việt Nam mấy tháng qua, chỉ trong một đêm đã bị dày đạp nát vụn. Bởi khi thầy Minh Tuệ được biết đến, người dân đã truyền tay nhau, Phật tái thế, đời bình yên. Và đây là hình các thầy trong đoàn thích Minh Tuệ bị đưa lên xe công an. Tác giả nhận định, thực hành Phật Pháp trong cuộc sống của Minh Tuệ trong suốt đến khó tin. Nó đối lập một cách sáng chói với lối sống phè phẫn, lừa đảo và hưởng thụ của nhiều sư thầy thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính vì vậy, khi minh tuệ lộ sáng, nhiều Phật tử mừng rỡ đến phát khóc, niềm tin của họ vào đạo Phật đã được vực dậy và củng cố một cách uy nghi. Tác giả bình luận, dưới mắt những nhà lý trí học, niềm tin ấy quá đổi ngây thơ. Nhưng một niềm tin ngây thơ và trong sáng đến thế của dân chúng thì có hại gì đến xã hội và chính quyền đâu. Được người dân tin, chắc là thời Thái Bình đang đến, đó chẳng phải mục đích tối thượng mà các ông cần mẫn tuyên truyền suốt bao nhiêu năm qua hay sao. Sự lộ sáng của Minh Tuệ bất ngờ và giản dị đến nỗi ngay các con mắt tinh tường của chính quyền ban đầu cũng chưa hề để ý nói gì đến việc họ dự liệu được cơn hồng thủy sau này. Vẫn theo tác giả, cách tu tập trong sáng của sư Minh Tuệ khiến giáo hội Phật giáo không thích. Việc hàng chục ngàn người dân ùa ra quốc lộ, nghênh đón sư, gần trăm người tự nguyện cạo đầu, đáp y tham gia đi bộ cùng sư khiến chính quyền không thích. Cho nên, sự cố ngày 2 tháng 6 ở Huế buộc phải xảy ra, vì Thích Minh Tuệ không phải là người được chọn, không phải người được cử để bầu. Và đây là hình, dù mất tích, nhưng sư Minh Tuệ vẫn tỏa sáng trong lòng người dân Việt. Tác giả cho rằng có rất nhiều cách để chính quyền chấm dứt việc thần thánh hóa hay lợi dụng Minh Tuệ. Nhưng chính quyền và giáo hội ban đầu thì vớt lờ, xem thường một thằng ba trợn, mặc áo rách, ôm nồi cơm điện đi lang thang. Đến khi thằng ba trận đó tự nó tỏa sáng hào quang, các vị sốt tiết lên, ghen ghét, đánh công văn dìm hàng nó, cấm cửa nó, cấm cửa cả dân. Cấm mãi không được thì các cụ chơi trò đào rễ cắt ngọn. Tác giả đánh giá, thực tế cho thấy các vị thất bại rồi. Phép trồng cây, càng tỉa rễ, tỉa ngọn thì cây càng đâm chồi mạnh mẽ. Những cái rễ của đạo đức trong sáng, những chiếc ngọn của lòng hướng thiện đã bắt đã trổ và đang tỏa lan trong lòng người Việt Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ hơn trăm triệu lần những chiến dịch hô hào, triệu hội học tập và làm theo của các vị. Và buồn thay cho các vị, qua sự kiện này, một lần nữa, người dân lại được chứng minh. Các vị không cần và không hề muốn ngồi xuống với người dân để tìm hiểu trái tim của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chính quyền hoàn toàn thất bại trong vụ sư thích minh tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tham nhũng quỷ hoại chế độ và sự quay lại của mô hình chuyên chế Ngày 6 tháng 6, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Huỳnh Trần với tựa đề Tham nhũng hủy hoại chế độ toàn trị, cảnh báo đỏ về mô hình chuyên chế trở lại. Theo tác giả, mô hình chuyên chế đã quay trở lại, trong đó đảng nhà nước được củng cố theo hướng nhất thể hóa với tính chất cách mạng, thiên về sử dụng sức mạnh bạo lực được thúc đẩy. Sự thay đổi này được coi như một phản ứng tự vệ trước sự tồn vong của chế độ đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trong bối cảnh quốc tế biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả nhận xét, sự chuyển đổi này có thể quan sát thấy qua nhiều sự kiện liên tục và đặc biệt các biến cố chính trị gần đây. Trong đó, thứ nhất, khủng hoảng nhân sự ở thượng tầng tứ trụ liên quan đến chống tham nhũng. Thứ hai, khó khăn kinh tế, hiệu ứng phức tạp của thị trường, niềm tin vào chế độ giảm sút ẩn chứa bất ổn xã hội. Thứ ba, các yếu tố trong và ngoài nước khác đang thách thức năng lực lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống người dân để đảm bảo tính chính danh của chế độ. Tác giả cho rằng đây là tình thế có thể đẩy đất nước vào giai đoạn thay đổi khó lượng, bởi vậy cần thiết phải nâng cấp cảnh báo. Tác giả đề cập đến chỉ thị mật 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Bên cạnh đó là chỉ thị số 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng minh ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh về nguy cơ an ninh chế độ khi họ nhập mở cửa làm ăn với phương Tây. Tác giả nhận định, trong khi những tranh luận vẫn diễn ra căng thẳng, đối nghịch nhau về các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền nói chung và từ nội dung của chỉ thị 24 nói riêng, thì sự chuyển đổi từ toàn trị sang chuyên chế đã diễn ra như con sóng ngầm, không thấy trên bề mặt nhưng mạnh mẽ dưới tầng sâu. Và đây là hình những lãnh đạo cao nhất của Đảng. Tác giả cho hay, giới lãnh đạo Đảng trong những năm đầu thực hiện chủ trương đổi mới đã nhận ra những rào cản thể chế và đã dần gỡ bỏ, trong đó có sự song trùng giữa hai cơ quan của Đảng và nhà nước, nhưng cùng một chức năng, chẳng hạn ban nông nghiệp của Đảng và Bộ nông nghiệp của nhà nước. Tuy nhiên, những đòi hỏi cải cách thể chế mạnh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu từ thực tế, tăng cường hội nhập và mở rộng kinh tế thị trường để tăng trưởng đã thách thức năng lực lãnh đạo quản lý của đảng. Tác giả đánh giá, thay vì cải cách thể chế chính trị tương thích với thể chế kinh tế, đảng vẫn theo đuổi quyền lực tuyệt đối để tạo ra những chủ trương, chính sách và các cơ quan, tổ chức chuyên chế để đối phó với tham nhũng đã lan rộng và nghiêm trọng. Ngoài ra, các quy tắc đảng cũng là những đặc sản của chế độ toàn trị, như một hệ quả của sự tập trung quyền lực để cai trị, sự tăng cường của các bộ sức mạnh như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và sự đại diện của các lãnh đạo trong cơ cấu của cơ quan quyền lực cao nhất của đảng Bộ Chính trị. Hơn nữa, theo tác giả, những khác biệt về thời điểm và sự chuyển giao ngôi vị Tổng bí thư khiến giới quan sát không khỏi lo lắng về những gì sẽ đến với đất nước và người dân Việt Nam. Một điều không thể trong lúc này là bản chất chế độ không thay đổi với hai trụ cột chủ yếu, bộ máy đặc quyền và ý thức hệ cộng sản. Trong bối cảnh tham nhũng quỷ hoại chế độ toàn trị và thách thức sự kiên nhẫn của người dân, mô hình chuyên chế đã quay lại Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là liệu giới lãnh đạo có tránh được vết xe đổ mà các đồng minh ý thức hệ đang xa vào hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tham nhũng, quỷ hoại chế độ và sự quay lại của mô hình chuyên chế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới